Có nhiều hả? Sao mà lại sợ vợ?
野麥啊嘛，啲嘛。Sao không chơi lắm vậy á? Hôm nay thì đem về cúng bả hai cái thằng đưa ăn nhẫn về. Cái gần nhà người ta còn lại đi. Còn này nó cũng nghe rồi dở nữa. Ủa nếu mà ăn thằng ăn anh của nó đúng không? Không phải là ăn Thank you.
Đất cho con rắn như là con nào thắng nhỉ? Gà hả?
Tiền ghê á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.